Mời bạn gái. Bây giờ mình có thể giới thiệu về mình cho bạn gái bên kia biết. Chào anh Quyền Linh, cũng chào chị Cát Tường. Chào toàn bộ khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò hôm nay. Mình tên là Tiết Khánh Hưng, năm nay là 29 tuổi. Quê quán thì ở thành phố Hồ Chí Minh mình, và hiện giờ là cán bộ công chức bên công tác Hội Chấp Đỏ phường. Rồi, bạn gái. Chị, em hơi hồi hộp xíu. Bây giờ cho em có một chút tâm tư của em gửi đến mọi người nha. Nghe vẻ, nghe về tự sự, một chút tư lự của chính em đây. Hay lắm, hơi rung. Bình tĩnh, làm lại bạn. Làm lại được. Hôm nay ghi hình gặp mọi người đây cùng ông Mai, Quyền Linh, Cát Tường, bà Mối và bạn cùng chơi. Xin chào tất cả khán giả ghi hình. Em tên Thùy Di. Năm nay bao tuổi? Chúc cho chương trình thêm nhiều cặp đôi. Vâng, em xin giới thiệu, em tên là Hà Lại Thùy Di. Năm nay 29 tuổi. Làm gì cho nó gọn khỏe cho nó. Vì là vè chế nên thế chẳng dần. Nữa hả? Tâm muốn tặng ekip chương trình. Đến đây xin hết. Rồi. Xin hết. Trời ơi, nó khỏe, tụi nó khỏe re luôn vậy đó. Dạ. Di đang làm gì ở đâu? Em đang làm kỹ sư điện tại công ty tư vấn thiết kế điện. Lần gái mà làm kỹ sư điện hả? Hèn chi. Dạ. Quê đâu? Quê em ở Long An. Nhưng mà hiện thì đang công tác tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bạn trai giới thiệu cho bạn gái biết đi, có về không? Dạ chắc là không. Thì hiện giờ thì đang công tác ở phường. Nói chung là thu nhập thì là cán bộ công chức mà thì tương đối là ổn định, đủ sống. Nhưng mà có thể nuôi thêm một người thì vẫn ổn. Mình chắc là tại vì mối tình thì chỉ có duy nhất là một. Còn mà làm quen thì cũng nhiều. Tại vì cái môi trường là mình công tác thì mình cũng hay đi cứu trợ này nọ thì cũng quen biết nhiều. Cứu trợ mà nó đi chơi ha. Nhưng cái mối tình đó dài không bạn? 3 năm. Lý do tại sao chia tay? Do cái độ tuổi, tuổi tác hai người cũng không có hợp lắm. Cho nên là thì cũng tương đối là nhiều. Tuổi sao mới hợp? Dạ nói chung là thấy mà hợp tính, hợp tình thì cái chuyện tuổi tác thì cũng không có quan trọng. Cái vấn đề này là cũng cùng quan điểm với em. Cùng luôn đó hả? Dạ em. Chị thấy... nghe nãy giờ chị chịu không nổi mà em nghe em thấy cùng rồi đó hả? Ừ lạ ta. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò về hơi phọt nách kênh truyền hình kênh CTV Nhật Bản được phát sóng vào lúc 15:20 thứ nhật và 22:30 thứ hai hàng tuần trên HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể theo dõi chương trình trên kênh fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò và xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media, và đừng quên nhấn subscribe.